Tôi sẽ bắt đầu trình bày cái quy trình mới sử dụng phần mềm TGB để xếp một thẻ có biểu từ khi bắt đầu cho đến khi hoàn thành trong 7 bước. Cái 7 bước đó tôi xin giới thiệu nhanh, đó là: một là khởi tạo và nhập dữ liệu gốc của thẻ có biểu; hai là nhập các cái thuộc tính môn học của giảng mục giáo viên; ba là nhập bảng phân công chuyên môn giảng dạy của nhà trường; bốn là các cái bước chuẩn bị để xếp thẻ có biểu; bước 5 là lệnh xếp 100% thẻ có biểu; bước 6 quan sát tinh trình; và bước 7 ghi nhấn báo cáo xuất bản dữ liệu thẻ có biểu. Tôi xin trình bày vào đầu tiên là vào cái bước thứ nhất là khởi tạo và nhập dữ liệu gốc thẻ có biểu. Thì cái bước này bao gồm những công việc sau đây. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải dùng phần mềm để khởi tạo một tệp dữ liệu thẻ có biểu đầu tiên cho nhà trường. Đây là tệp có cái đuôi là TGB. Cái lệnh này chỉ được tạo đúng một lần và sau đó không bao giờ dùng lại nữa. Tiếp theo, chúng ta sẽ nhập những thông tin hệ thống của nhà trường, quan trọng nhất của nhà trường, và sau đó sẽ là nhập thông tin dữ liệu gốc bao gồm là môn học, giáo viên, lớp học và nhóm giáo viên. Tôi sẽ trình bày cái bước 1 này. Đây là phần mềm TKB, bản mới nhất là bản 10.0. Khi nhà trường chúng ta mua về lần đầu tiên ấy, thì chúng ta sẽ phải khởi tạo một cái tệp TKB đầu tiên cho trường chúng ta cho cái học kỳ hiện thời. Lệnh đó như sau: chúng ta vào hệ thống và vào lệnh là nhập tạo tệp dữ liệu mới, hoặc là bấm phím Ctrl N hoặc là cái nút này đó. Phần mềm sẽ đưa ta vào một cái quy trình là gồm có 4 bước như sau. Bước 1, chúng ta nhập thông tin của trường chúng ta bao gồm có mã trường và tên trường. Mã trường là một cái tên ngắn, thông thường đây chính là cái tên file TKB của chúng ta. Ví dụ chúng ta nhập cái tên, ví dụ như là Trung Văn An chẳng hạn, tên trường của chúng ta là tên là tên trường là Trung học phổ thông Trung Văn An. Tôi lấy ví dụ như vậy. Chúng ta nhập cái tỉnh, thành phố, ví dụ như là Hà Nội, niên khóa, học kỳ. Phần mềm sẽ tự động nhận biết được cái này, chúng ta có thể thay đổi lại cái thông tin và thay đổi lại cái học kỳ này. Đó. Chúng ta sang bước số 2. Ở đây chúng ta nhập lại cái tên tệp, mặc định phần mềm sẽ là cái mã trường, cái thư mục mà chúng ta muốn lưu trữ cái tệp đó. Ở bước thứ 3, chúng ta lựa chọn cái khối lớp hệ thống kiểu nhà trường của chúng ta, có thể là tiểu học gồm có những cái lớp từ 1 đến 5, cho cơ sở, cho phổ thông, hoặc là tiểu học cho cơ sở, cho cơ sở cho phổ thông, hoặc là cả tiểu học cho cơ sở cho phổ thông. Nhắc lại rằng là những khối lớp hệ thống này sau này chúng ta vẫn có thể điều chỉnh lại trong quá trình chúng ta làm được có biểu. Chúng ta sang bước cuối cùng là cái bước mà phần mềm sẽ tạo sẵn cho chúng ta những cái môn học có trong nhà trường. Thì theo tôi các bạn nên chọn hết đi cả hai loại môn học và chúng ta muốn kết thúc. Và như vậy chúng ta vừa mới nhập xong cái khởi tạo xong cái tệp đầu tiên là tệp mà thẻ có biểu của nhà trường của chúng ta. Mỗi một nhà trường khi mua phần mềm về bắt buộc phải khởi tạo cái bước này đúng một lần. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo là chúng ta sẽ nhập một số những thông tin hệ thống cơ bản của nhà trường, một vài thôi, không cần nhiều. Chúng ta ví dụ chúng ta vào cái từ đơn nhập dữ liệu và chúng ta nhập một vài thông tin, ví dụ chúng ta nhập số tiết chuẩn môn học theo các chương trình đào tạo. Ở đây chúng ta thấy là phần mềm sẽ hiện ra những cái chương trình đào tạo chúng ta có thể tạo thêm, nhưng mà hiện nay trên phần mềm nó có đủ sẵn rồi. Không hết các trường ở Việt Nam bây giờ hiện nay chỉ có một chương trình đào tạo cơ bản thôi. Và ở đây chúng ta sẽ nhập số tiết chuẩn cho từng khối lớp một và từng vào sáng chiều riêng biệt cho hệ thống này. Đây là cái số tiết chuẩn mà dùng để gán mặc định khi chúng ta nhập cái phân công chuyên môn. Cái bảng này chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa bất cứ lúc nào trong quá trình chúng ta làm việc với bảng phân công chuyên môn. Ở đây chúng ta chỉ việc nhập lại một lần nữa thôi, nhập một lần để chúng ta tinh chỉnh lại cho nó hợp lý, còn chúng ta có thể bỏ qua bước này. Một bước nữa có thể làm
là chúng ta sẽ vào cái lệnh thuộc tính trường học, vào đó chúng ta có thể sửa những thông tin như là địa điểm chẳng hạn. Nếu một trường chúng ta có nhiều địa điểm, chúng ta có thể nhập vào đây các thông tin địa điểm của nhà trường. Ví dụ chúng ta có hai địa điểm chẳng hạn, chúng ta có thể nhập vào đây. Điểm thứ nhất chúng ta nhập ví dụ như là Hoàn Kiếm, ví dụ như vậy. Địa điểm thứ hai, ví dụ điểm thứ hai là Ba Đình chẳng hạn. Cách nhập của chúng ta nháy đúp lên đây và chúng ta sẽ vào nhập đó. Phần mềm đã hỗ trợ sẵn chúng ta là có 10 địa điểm. Nếu một trường chúng ta có một điểm thôi, chúng ta không cần vào cái lệnh này đó. Nhưng mà chúng ta vừa mới kết thúc cái bước là chỉnh sửa thông tin hệ thống của nhà trường. Tiếp theo chúng ta sẽ phải vào nhập các cái thông tin dữ liệu gốc của nhà trường, bao gồm là môn học, lớp học, giáo viên và nhóm giáo viên. Tôi xin mô tả nhanh. Đầu tiên là môn học, chúng ta vào lệnh nhập dữ liệu và nhập môn học. Thì tại đây chúng ta sẽ xem lại tất cả các môn học mà trong một kỳ này nhà trường chúng ta đang và sẽ dạy. Những môn nào mà thời gian chúng ta có thể xóa đi, ví dụ là môn nghề chúng ta có thể xóa đi, bấm vào đây và bấm nút xóa. Đấy, lấy ví dụ như vậy. Dựa môn kỹ thuật chúng ta có thể, tôi lấy ví dụ thôi, chúng ta có thể bổ sung thêm. Mỗi môn học sẽ bao gồm có một cái mã môn và một cái tên môn. Cái mã môn thường là cái tên ngắn dùng để ghi trên thẻ khóa biểu của lớp, của giáo viên, chúng ta chú ý. Với mỗi môn học chúng ta sẽ nhập các thông tin như là màu sắc của môn học. Chúng ta nháy đúp ở đây và ra vào cái trang, chúng ta có thể chỉnh sửa màu sắc cho môn học. Trên thẻ khóa biểu chúng ta có thể có tính năng là tô màu theo môn học để chúng ta quan sát được cái phân bổ các môn học trên thẻ khóa biểu. Ở đây chúng ta sẽ nhập các cái thông tin thuộc tính của môn học, như là môn tự nhiên hay là kỹ thuật, môn xã hội, môn chính hay là phụ. Đặc biệt có một thông tin rất quan trọng là số phòng học của môn. Đây là một thông tin vô cùng quan trọng. Thông tin này mặc định tất cả phần mềm đều cho phép chúng ta nhập số 300, tức là con số maximum có thể khi xét. Đây là số gì? Đây là số cho phép là số tiết maximum mà phần mềm có thể xếp tự động tại một thời điểm trên thẻ khóa biểu. Tôi lấy ví dụ, trường chúng ta cái môn tin học chẳng hạn là cái môn mà toàn trường chỉ có 2 phòng tin thôi. Và chúng ta muốn rằng là trong tại thời điểm chỉ cùng lúc có thể có 2 lớp là học tin, thì chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ sửa thành số 2 chẳng hạn, thì phần mềm sẽ xếp cả tự động lẫn xếp tay, bảo đảm rằng là không thể nào có hai lớp trong tại thời điểm học cái môn tin này. Tôi lấy ví dụ khác, ví dụ là môn hóa chẳng hạn. Trường chúng ta hiện nay năm nay có 7 giáo viên hóa. Tuy nhiên trường chúng ta năm nay là có 7 giáo viên, nhưng mà có rất nhiều cô giáo là yếu, ốm hay là có thể có bụng chửa. Và chúng ta muốn rằng là tại thời điểm bất kỳ thì luôn có 2 giáo viên hóa dự trữ. Thì chúng ta sẽ ghi đây là 5. Như vậy là phần mềm sẽ xếp là tự động là nó luôn là maximum tại thời điểm chỉ có 5 tiết hóa cùng lúc. Và như vậy là số giáo viên thừa ra là 2. Và như vậy để sẵn sàng để thay thế cho giáo viên bị ốm hay là bị có công việc đột xuất cần phải nghỉ, ví dụ như vậy. Nhưng mà đây là một số rất là quan trọng. Chúng ta nhập xong, bấm nút cập nhật và kết thúc. Tiếp theo chúng ta nhập thông tin lớp. Thì lớp tôi xin nói luôn là chúng ta nhập thông tin thì thuộc tính lớp chúng ta chỉ chọn lớp học bình thường, không chọn lớp học hai buổi. Lớp bình thường có thể là ca học là buổi sáng, chiều hoặc cả ngày. Ví dụ tôi sẽ chọn là như sau. Ví dụ như là ta gõ lớp nhập lớp 10 sẽ là buổi chiều. Thì chúng ta chọn chọn buổi chiều và chúng ta sẽ nhập vào đây tên lớp. Mỗi lớp chỉ có một tên duy nhất ghi ở đây. Chúng ta có thể nhập nhiều tên cùng lúc, 10A, như vậy là 10B, 10C, 10D chẳng hạn. Ta chọn là khối 10 ở đây và bấm nút cập nhật, nút thêm cập nhật phần mềm sẽ đưa vào đây là buổi chiều. Khi ta chọn một cái lớp khác là lớp 11 chẳng hạn, ta chọn 11 là buổi sáng chẳng hạn,
để gõ 11A, 11B, 11C, 11D, chọn là khối 11 vào buổi sáng, bấm nút cập nhật, nghĩa là sáng vào đây. Một lớp có thể có cả học cả hai, cả hai buổi. Ví dụ như ta chọn lớp mà là khối 12 và học cả ngày chẳng hạn, thì gõ là 12A, 12B, 12C, 12D chẳng hạn. Khối lớp sẽ là khối 12 ở đây, và chúng ta sẽ bấm nút cập nhật. Phần mềm sẽ đưa vào cả sáng và cả chiều. Chúng ta chú ý như vậy. Những lớp này chúng ta có thể điều chỉnh được, chúng ta có thể điều chỉnh là từ sáng sang chiều, từ chiều sang sáng, hoặc là từ sáng hoặc chiều sang cả ngày. Đó, thì đó là cái chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn được những cái thử thách đó và chỉ nhập một lần thôi. Chú ý rằng là bấm nút như vậy là nó ta phải nhập cái vị trí lớp và cái chương trình đào tạo. Nếu chúng ta có 2-3 vị trí, chúng ta chọn chính xác một lớp như vậy là chọn cái vị trí của lớp của mình. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ nhập thông tin giáo viên. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nhập giáo viên. Chúng ta sẽ nhập giáo viên ở đây và chúng ta sẽ nhập mỗi bộ phận nhập từng giáo viên, từng người một. Cách nhập là như sau. Chúng ta sẽ bấm nút thêm và bắt đầu nhập. Thì mỗi giáo viên sẽ gồm có là một cái mã và cái tên đầy đủ. Cái tên đầy đủ có thể trùng nhau, nhưng mà mã này thì không được phép hai giáo viên là trùng một mã. Chúng ta nhập thông tin thuộc tính của giáo viên đó, nhập thêm điện thoại và email, đặc biệt là email là rất quan trọng. Đó, ví dụ chúng ta nhập cái tên ví dụ như tên tôi, ví dụ như vậy. Và đây sẽ là mạng nó là hàm 1 chẳng hạn. Và bấm nút thêm, phần mềm sẽ đưa vào đây. Đó. Muốn sửa ta bấm vào đây và ta sẽ sửa lại được. Ta phải thêm một thông tin, như đây là ngày sinh chẳng hạn. Hoặc là nhập điện thoại vào đây. Đó. Và cái vậy chúng ta nhập cho toàn trường. Chú ý rằng là mỗi bên có một cái mã riêng. Tiếp theo là cái lệnh nhập nhóm giáo viên. Lệnh này là lệnh rất quan trọng. Chúng ta sẽ nhập các cái nhóm, ví dụ như là nhóm toán. Chúng ta nhập tên nhóm đã, nhóm toán, nhóm lý chẳng hạn, ví dụ nhóm lý, nhóm văn chẳng hạn, nhóm sửa chẳng hạn, ví dụ như vậy, nhóm tự nhiên. Khi nhập xong rồi chúng ta sẽ chọn mỗi một nhóm, chúng ta bấm vào đây và ta sẽ chọn các thành viên của nhóm. Bên này là danh sách toàn bộ giáo viên. Chúng ta muốn vào thành viên, chúng ta bấm giáo viên, bấm nút này, học viên giáo viên đó sẽ sang cái nhóm thành viên của nhóm. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn cái môn học mà cái nhóm này dạy, rất quan trọng. Thông thường môn sinh hoạt là cái môn giáo viên chủ nhiệm là môn đầu tiên trong danh sách, là bắt buộc chúng ta nên chọn. Và đây là tổ toán, và bấm đây là toán. Đó. Cập nhật. Tương tự như vậy là làm cho tất cả các cái tổ khác ở trong nhà trường chúng ta. Thì đây là chúng ta vừa trình bày xong là các cái bước nhập dữ liệu gốc của thầy giáo biểu. Cái bước này hầu như chỉ làm một lần và không cần làm nhiều lần trong tương lai. Chúng ta vừa kết thúc cái bước thứ nhất của cái việc xếp thầy giáo biểu.